Dự kiến giữa tháng 8 tới, tại Bát Sát sẽ diễn ra nhiều hoạt động tham quan trải nghiệm mới lạ hấp dẫn nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa thu năm 2022. Theo đó, trong hai ngày 13 và 14 tháng 8 tới, huyện Bát Sát sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm tham quan trình diễn lái xe địa hình tại xã Bản Vược, bay dụ lượn tại Mường Hum, Dền Thàng, treo sắp tại Hồ Thủy Điện Mường Hum, camping với chủ đề bay giữa mùa vàng tại đỉnh đồi Xỉn Trồ, xã Dền Thàng và giải chạy đường mòn giữa mùa vàng bát sát tại xã Mường Hôm. Thông qua các hoạt động đặc sắc này nhằm giới thiệu, quảng bá thêm tiềm năng du lịch, các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn của địa phương, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng các dân tộc, khơi dậy tiềm năng, lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, thu hút du khách đến với bát sát, góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân.